Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem những tin tức cập nhật về diễn biến chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay. Quân đội Ukraine đã sử dụng xe tăng chiến đấu M1 Abrams do Mỹ viện trợ để tập kích một cứ điểm của Nga tại tiền tuyến Donetsk. Theo DBNC Express ngày 6 tháng 8, truyền thông Ukraine đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh quân đội triển khai xe tăng Abrams để tấn công một cứ điểm của Nga ở gần thành phố Porovka, vùng Donetsk. Xe tăng này đã được vận hành bởi Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47. Xin cảm ơn các đơn vị trinh sát về những hình ảnh rõ nét. Đợt tập kích bằng xe tăng Abrams đã làm giảm sức ép cho binh lính Ukraine trong khu vực, đại diện Lữ đoàn số 47 cho biết. Dù đã cam kết chuyển giao 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine từ đầu năm 2023, nhưng các xe tăng này chỉ mới xuất hiện trên tiền tuyến kể từ tháng 2 năm nay. Báo cáo của trang theo dõi quân sự Oris tiết lộ, các xe tăng của Mỹ đang thể hiện không tốt trong thực chiến và Ukraine đã mất 11 chiếc Abrams trong thời gian qua. Trên thực tế, loại xe tăng Abrams được Washington gửi tới Ukraine là phiên bản cũ của M1A1 thay vì M1A2 như dự kiến. Các xe tăng mà Kiev nhận được cũng không có đủ công nghệ như phiên bản của Mỹ. Sau khởi đầu không mấy ấn tượng, quân đội Ukraine hiện sử dụng xe tăng Abrams như những hệ thống pháo tầm xa nhắm vào các cơ sở tập trung nhân lực và thiết bị của đối thủ. Đã 10 ngày kể từ khi Ukraine mở cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Cuộc tấn công này gây rất nhiều bất ngờ cho quân đội Nga và cả giới quan sát quốc tế. Ngày 6 tháng 8, hơn 2 năm sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ nước này. Và đây cũng là cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất vào Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Theo tướng Valery Gerasimo, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 8. Có tới 1.000 binh lính cùng với 11 xe tăng và 20 xe bọc thép đã tiến vào thị trấn Sozhat của khu vực Kursk. Trong khi đó, một quan chức Ukraine nói với AFP rằng hàng nghìn binh lính đã tham gia vào cuộc tấn công trên. Họ đã không bảo vệ biên giới, chỉ giải mìn chống bộ binh xung quanh những cái cây bên lề đường và một số ít mìn được ném vội vã dọc theo đường cao tốc. Một quân nhân Ukraine nói với phóng viên AFP. Khoảng 1 giờ sau khi cuộc tấn công bắt đầu, Thống đốc vùng Kursk đã chia sẻ những hình ảnh về sự tàn phá ở thị trấn biên giới Sozhat của Nga trên Telegram. Người này cho biết thị trấn đã bị pháo kích và có một số người bị thương, đồng thời đăng tải hình ảnh những ngôi nhà bị phá hủy thành đống đổ nát. 11 giờ sau, Bộ Quốc phòng Nga công bố Ukraine đã xâm nhập vào khu vực này. Theo Thống đốc vùng Kursk, đã có 12 người dân thường thiệt mạng và 121 người khác bị thương trong cuộc giao tranh. Đến ngày 15 tháng 8, đã có 121.000 người rời đi hoặc phải sơ tán khỏi vùng chiến sự. Phương tiện truyền thông nhà nước Nga đã phát sóng một số hình ảnh từ khu vực biên giới. Điện Kremlin đang tìm cách giảm nhẹ tác động của cuộc tấn công đối với người dân. Một đài truyền hình địa phương của Nga phát sóng hình ảnh từ trung tâm Sozhat cho thấy những tòa nhà bị phá hủy, mảnh vỡ nằm rải rác trên đường phố và những hố bom lớn trên mặt đất do các cuộc tấn công bằng pháo binh. Một số cơ quan truyền thông của Nga cũng chia sẻ một số đoạn video cho thấy cảnh những người dân di chuyển khỏi thị trấn và kêu gọi Tổng thống Putin giúp đỡ. Sozhat là một thị trấn có khoảng 5.000 dân. Đây là điểm trung chuyển chính trên tuyến đường ống dẫn khí đốt của Nga chạy đến châu Âu qua Ukraine. Theo hãng tin của Ukraine, khoảng 14,65 tỷ mét khối khí đốt đã được vận chuyển qua Sozhat vào năm 2023, bằng một nửa lượng khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu. Vì vậy, Ukraine rất nỗ lực để giành quyền kiểm soát khu vực này. Các video ngày 9 tháng 8 cho thấy, binh lính Ukraine đã cắm cờ trước một cơ sở Gazprom gần thị trấn Sozhat. Tổng thống Putin không công khai bình luận về vụ tấn công, nhưng đến ngày 7 tháng 8, ông tuyên bố Ukraine đang thực hiện một cuộc khiêu khích quy mô lớn ở khu vực Kursk. Họ bắn bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả tên lửa, và các tòa nhà dân sự, nhà ở và xe cứu thương. Ông phát biểu trong một cuộc họp được truyền hình trực tiếp, đồng thời cam kết sẽ gặp các quan chức an ninh để phối hợp ứng phó. Vào ngày 9 tháng 8, Nga cho biết họ sẽ điều động thêm quân và vũ khí đến khu vực Kursk, bao gồm bệ phóng tên lửa, pháo kéo và xe tăng. Theo ước tính của quân đội Nga, Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề
với 2.300 binh sĩ thiệt mạng và hàng loạt phương tiện bọc thép bị phá hủy chỉ trong vài ngày qua. Những con số này vẫn chưa được xác minh độc lập. Một trong các yếu tố giúp Ukraine đột kích thành công vào lãnh thổ Nga là Kiev đã giữ kín về chiến dịch này tới những phút cuối cùng. Dù vậy, phía Nga dường như tồn tại một số vấn đề khiến họ không thể phản ứng nhanh chóng. Nga có đường biên giới chung dài 1.160 km với Ukraine ở các tỉnh Kursk, Bryansk và Belgorod. Trong đó, đoạn biên giới ở tỉnh Kursk là 245 km. Việc bảo vệ biên giới ở khu vực này chỉ mang tính biểu tượng trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào đầu năm 2022. Sau tháng 2 năm 2022, Nga tăng cường bảo vệ khu vực biên giới với các trạm kiểm soát trên các tuyến đường chính và công sự dã chiến ở một số nơi, nhưng không có các tuyến phòng thủ kiên cố. Các đơn vị có năng lực nhất của quân đội Nga đang chiến đấu ở Donbas, miền đông Ukraine. Moscow đã sử dụng các khu vực này để tiến hành các cuộc không kích và cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, nhưng không có đủ lực lượng trên bộ ở đó. Trước cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk, đã từng xảy ra các cuộc xung đột vào khu vực Belgorod và Bryansk của Nga do đường biên giới dễ xâm nhập và thiếu lực lượng bảo vệ. Máy bay không người lái, thiết bị giám sát và khả năng tình báo của Nga cũng tập trung ở Donbas. Điều này giúp Kiev bí mật kéo quân đến biên giới dưới sự che chắn của những khu rừng rậm. Một trong các yếu tố giúp Ukraine đột kích thành công vào lãnh thổ Nga là họ đã giữ kín về chiến dịch này tới những phút cuối cùng. Theo các nguồn tin, lực lượng Ukraine tham gia chiến dịch đột kích tỉnh Kursk chỉ được thông báo về nhiệm vụ của họ một ngày trước khi bắt đầu. Việc giữ bí mật như vậy hoàn toàn trái ngược với cuộc phản công vào năm 2023 khi Kiev công khai tuyên bố mục tiêu chính của mình là cắt đứt hành lang đất liền tới bán đảo Crimea. Cuộc phản công đó đã thất bại khi quân đội Ukraine phải chật vật vượt qua các bãi mìn của Nga và bị pháo binh cùng UAV của đối phương tấn công dữ dội. Quân đội Ukraine không gặp phải trở ngại nào như vậy khi tiến vào khu vực Kursk. Các đơn vị cơ giới dày dặn kinh nghiệm của Kiev đã dễ dàng áp đảo lực lượng biên phòng Nga, vốn chỉ được trang bị vũ khí hạng nhẹ và các đơn vị bộ binh gồm lính nghĩa vụ thiếu kinh nghiệm. Lực lượng Ukraine đã tiến sâu vào trong lãnh thổ Nga theo nhiều hướng mà không gặp nhiều sự kháng cự. Ban đầu, Nga dựa vào máy bay chiến đấu và trực thăng để cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine. Họ không vội điều số lượng lớn quân về Kursk vì cho rằng Ukraine không thể tiến sâu hơn. Tuy nhiên, một nhà phân tích quân sự nhận định, Nga dường như thiếu lực lượng phản ứng nhanh để sẵn sàng điều động trong tình huống khẩn cấp. Lực lượng dự bị của Nga được điều đến khu vực Kursk thiếu kinh nghiệm chiến đấu và gặp khó khăn trong việc phối hợp với nhau. Những ngày gần đây, Nga đã bắt đầu điều quân tiếp viện tới Kursk. Điều này đã làm chậm nhưng không thể chặn hoàn toàn bước tiến của Ukraine qua những khu rừng rộng lớn. Trong khi đó, Moscow dường như vẫn chưa muốn sử dụng pháo hạng nặng để đẩy quân Ukraine ra khỏi Kursk, một phần là do Nga không muốn sử dụng hỏa lực có sức tàn phá lớn vào lãnh thổ của chính mình. Hiện vẫn chưa rõ lực lượng Ukraine có ý định thiết lập vị trí vững chắc ở Kursk hay sẽ rút về lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, với tiềm lực của Ukraine, việc đi sâu hơn nữa vào đất Nga hoặc ở lại lâu dài trên lãnh thổ đối phương là không dễ dàng, trong khi Kiev cũng đang căng mình để đối phó với Moscow trên 1.000 km tiền tuyến. Các nhà phân tích cho rằng, việc bám trụ ở Kursk sẽ có nhiều rủi ro vì các tuyến tiếp tế kéo dài sâu vào khu vực này dễ bị Nga tấn công. Trong khi quân đội Ukraine giành được một số kết quả có lợi ban đầu tại vùng Kursk, lợi thế của Nga trên các mặt trận khác có vẻ vẫn nguyên vẹn. Theo nhiều chuyên gia nhận định, về lâu dài, Nga sẽ giành lại thế chủ động tại Kursk. Khi cuộc tấn công bước sang tuần thứ hai, lực lượng Ukraine đang tiến quân theo nhiều hướng từ thị trấn Suzdal, Kursk của Nga. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Sutskiy cho biết, Kiev đã thành lập một văn phòng quân sự tại vùng Kursk, đồng thời kiểm soát được 82 khu vực dân cư và khu vực rộng 1.150 km2. Thiếu tướng Eduard Moskayov được bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng chỉ huy quân sự tại khu vực Ukraine đang kiểm soát. Theo ông, đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy lực lượng Kiev vẫn đang tiến quân, mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột giữa hai nước. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cho thấy, diện tích lãnh thổ Nga mà Ukraine chiếm được tại Kursk
trong vòng một tuần đã gần bằng diện tích mà lực lượng Nga chiếm được ở Ukraine trong vòng 7 tháng. Trong một phát biểu hôm 14 tháng 8, Tổng thống Zelensky một lần nữa ám chỉ đến các bước tiến khác của quân đội Ukraine có thể xảy ra trên lãnh thổ Nga. Họ sẽ nhận được đủ lương và phúc lợi khi phục vụ trên tiền tuyến. Nhà lãnh đạo Ukraine nói trong một bài đăng trên Telegram. Các quan chức Ukraine cho biết nước này không có ý định chiếm đóng Kursk, nhưng họ có thể tìm cách tạo ra một vùng đệm để bảo vệ các khu định cư ở vùng Sumy giáp danh biên giới khỏi các cuộc tấn công bằng pháo binh liên tục của Nga, đồng thời chặn các tuyến tiếp tế đến mặt trận phía đông bắc. Chuyên gia quân sự Pasi Paroy thuộc tổ chức Blackbird nhận định rằng chiến sự Ukraine đã thay đổi phần nào cục diện chiến trường. Hình ảnh từ chiến trường cho thấy nhiều vũ khí Nga bị phá hủy, gợi nhớ đến các cuộc phản công thành công của Ukraine vào năm 2022 tại Kherson và Kharkov. Những hình ảnh này cũng thúc đẩy tinh thần binh sĩ Kiev đang giảm sút sau nhiều tháng để mất lãnh thổ vào tay của Nga. Tuy nhiên, theo ông Paroy, dù đã phần nào bóc trần được những khuyết điểm trên lớp giáp của quân đội Nga, nhưng cuộc đột kích này cũng có nguy cơ đẩy các lực lượng Kiev vào tình trạng thiếu binh lực và mất nguồn tiếp tế khi đã rời xa lãnh thổ Ukraine. Để tiến hành chiến dịch tấn công Kursk, Kiev đã tập hợp quân lực từ nhiều lữ đoàn khác nhau. Một trong số đó được rút ra từ những khu vực nóng nhất trên tiền tuyến, nơi mà bước tiến của Nga chưa có dấu hiệu ngừng lại. Ông Oleksandr Sutsky tiết lộ tốc độ tiến quân của Kiev ở khu vực Kursk đã chậm lại. Ukraine đã tiến được từ 500m đến 1,5 km trong 24 giờ qua, so với mức tiến được từ 1 đến 2 km của ngày hôm trước. Chuyên gia quân sự Pasi Paroy cũng dự đoán tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn cho Ukraine khi Nga điều thêm quân tới biên giới. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết đã chuẩn bị các biện pháp quân sự cần thiết nhằm bảo vệ các khu vực biên giới Kursk, Bryansk và Belgorod của Nga. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng tuyên bố sẽ đáp trả bằng phản ứng xứng đáng đối với cuộc tấn công lần này của Ukraine. Bên cạnh đó, mặc dù giao tranh vẫn tiếp diễn nhưng vùng lãnh thổ của Nga hiện do Ukraine kiểm soát không có nhiều giá trị về kinh tế hoặc chiến lược. Mặt khác, dù Ukraine đã buộc Nga phải phân tán lực lượng tới tuyến đầu biên giới dài 1.000 km, nhưng cho đến nay, lợi thế chiến lược chung của Nga vẫn còn nguyên vẹn. Ukraine cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy áp lực quân sự của Nga đang giảm bớt dọc theo mặt trận phía đông thuộc Ukraine. Ông Konstantin, một chuyên gia quân sự Ukraine cho biết, một số đơn vị Nga được cho là đã di chuyển từ Vovchansk đến Kharkov. Đồng thời, mặt trận Kherson và Zaporizhia cũng tiếp tục được triển khai thêm quân nhằm tăng áp lực về phía Ukraine. Trong khi đó, tại khu vực Poros thuộc Ukraine, mục tiêu có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với cả Nga và Ukraine, quân đội Kiev vẫn có rất ít sự cải thiện kể từ cuộc tấn công Kursk. Các báo cáo cho thấy, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại thành phố Poros. Hầu hết các tổn thất về lãnh thổ trong tháng 6 và tháng 7 của Ukraine được ghi nhận ở khu vực Poros, gần một trung tâm hậu cần với giao tranh ngày càng dữ dội ở các thị trấn Torez và Chasivya. Lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công này để tận dụng sự mệt mỏi và thiếu hụt nhân lượng của Ukraine. Trong nhiều trường hợp, tổn thất của Ukraine tại đây là kết quả của việc luân chuyển quân đội không đúng thời điểm. Nga sẽ không ngừng tấn công vào những tiền tuyến mà họ đang thành công về mặt chiến thuật. Ở đó, họ tiếp tục tấn công cho đến khi người cuối cùng của họ còn đứng vững, ông Masov nói. Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào khu vực biên giới Kursk của Nga là một canh bạc táo bạo đối với các chỉ huy quân sự của nước này. Một tuần giao tranh đã trôi qua, mục tiêu chung của chiến dịch táo bạo này vẫn chưa rõ ràng. Liệu Ukraine sẽ tiếp tục cố thủ và giữ lãnh thổ đã chiếm được, hay sẽ tiến sâu hơn vào lãnh thổ của Nga, hay rút lui? Các nhà quan sát cũng chưa thể đưa ra câu trả lời xác đáng cho việc liệu khu vực Kursk có phải là chiến trường phù hợp để tiến hành một cuộc tấn công hay không. Theo ước tính hiện nay, số lượng quân hoạt động ở đó dao động từ 5.000 đến 12.000. Tuy nhiên, tướng Sutsky vẫn cho rằng Ukraine sẽ tiếp tục tập trung tiến công và sẵn sàng cho các hoạt động tiếp theo tại đây. Cố vấn Tổng thống Mikhail Podolyak lập luận rằng cuộc tấn công của Kursk cũng có thể củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán tương lai với Nga. Chiếm đóng một phần lãnh thổ của Nga trước bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào có thể mang lại cho Ukraine một số đòn bẩy. Ukraine vẫn giữ im lặng về cuộc tấn công của mình, hoạt động quân sự lớn nhất trên đất Nga kể từ khi xung đột bắt đầu. Ngày 8 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng,
nói Nga phải cảm nhận hậu quả khi thực hiện cuộc tấn công vào Ukraine. Tại khu vực Sumy, nằm ngay đối diện với khu vực Kursk, chính quyền Ukraine đã ra lệnh sơ tán khoảng 20.000 thường dân. Các nhà báo AFP trong khu vực đã nhìn thấy hàng chục xe bọc thép được vẽ hình tam giác màu trắng, biểu tượng được sử dụng để nhận dạng thiết bị quân sự của Ukraine được triển khai trong cuộc tấn công. Ngày 13 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định cuộc xâm nhập là hợp pháp và họ không quan tâm đến việc chiếm giữ những vùng lãnh thổ mà họ đã kiểm soát. Theo giới quan sát, cuộc đột kích của Ukraine vào vùng Kursk của Nga có thể là một bước leo thang nhưng không đủ khả năng thay đổi tình hình. Do nguồn lực hạn chế, Ukraine khó đủ sức duy trì chiến dịch lâu dài và mở một mặt trận mới trong lãnh thổ Nga. Mặt khác, việc Ukraine tấn công đánh chiếm lãnh thổ Nga không thể khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin thỏa hiệp. Ukraine sẽ mất gì từ cuộc tấn công này? Thời gian sẽ là câu trả lời rõ nhất. Theo phân tích của AFP về dữ liệu do Viện Nghiên cứu Chiến tranh cung cấp, đến ngày 13 tháng 8, Ukraine đã kiểm soát khoảng 800 km2 ở khu vực Kursk của Nga. Phía Nga thừa nhận các đơn vị của Ukraine đã tiến sâu vào nước này, khoảng 30 km so với biên giới, ít nhất 28 ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Trong báo cáo đánh giá ngày 12 tháng 8 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, Kiev đã kiểm soát được phần phía tây của Suza, còn phần trung tâm và phía đông là khu vực xám đang tranh chấp. Trong ngày 7 tháng 8, Ukraine đã đạt được thành quả lớn nhất trong 2 ngày đầu tiên của cuộc tấn công, khi đã xuyên thủng ít nhất 2 tuyến phòng thủ của Nga. Sau khi Nga tăng cường quân tiếp viện đến khu vực này, tốc độ tiến quân của Ukraine đã chậm lại. Một chỉ huy người Nga nói với hãng thông tấn TASS vào ngày 13 tháng 8 rằng Moscow đã ngăn chặn được sự di chuyển không kiểm soát của lực lượng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công mới của Ukraine trong khu vực này. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.